cho các bạn hôm nay tôi sẽ test chiếc máy Takeo TK 15 này cho các bạn xem. Chiếc máy Takeo TK 15 sử dụng động cơ 1.5 kW, 100% dây đồng, được bảo hành một lỗ một trong vòng 12 tháng. Máy có thể băm được rất là nhiều nguyên liệu như là rau bèo, cây bắp, cây ngô hoặc là cỏ voi. Máy có thể băm được cây chuối có đường kính đến 12 cm. Bây giờ tôi sẽ test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Có bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.